Bố Quang Hiểu Đồng phản ứng cực gắt khi con gái bị mỉa mai mắc bệnh ngôi sao, thích khoe của. Nổi tiếng từ lúc còn nhỏ khi thường xuyên xuất hiện trong các phim truyền hình với vai trò diễn viên nhí, cộng thêm việc có nền tảng gia đình nghệ thuật nên Quang Hiểu Đồng thường xuyên phải chịu ánh mắt soi mói từ công chúng. Không ít người còn cho rằng Quang Hiểu Đồng diễn xuất quá bình thường, chỉ có ưu điểm là đẹp và gia đình bề thế. Bất chấp những nhận xét từ dư luận, Quang Hiểu Đồng vẫn không ngừng nỗ lực và đã đạt được thành công và sự nổi tiếng nhất định, dù chỉ mới bước sang tuổi 24. Quang Hiểu Đồng từng bị soi mói và mỉa mai là mắc bệnh ngôi sao, vênh váo và thích khoe của. Nguyên nhân tới từ việc cô đi siêu xe tới trường học vào thời điểm còn chưa tốt nghiệp. Đối với những điều này, Quang Hiểu Đồng lựa chọn việc giữ im lặng và không phản ứng gì cả. Tuy nhiên, bố Quang Hiểu Đồng, Quang Thiếu Tăng, một nghệ sĩ sân khấu chuyên nghiệp đã lên tiếng khi thấy con gái bị chỉ trích. Theo Quang Thiếu Tăng, ông luôn cảm thấy tự hào vì có một cô con gái ưu tú như Quang Hiểu Đồng. Mua siêu xe cũng không hỏi xin bố mẹ ruột đồng nào cả, tất cả đều dựa vào sự chăm chỉ của bản thân mà có được. Có thể nói sự nghiệp của Quang Hiểu Đồng khá thuận lợi, nhờ tài năng cộng thêm nhan sắc xinh đẹp lại có sự hậu thuẫn chắc chắn từ gia đình, cô nhanh chóng có chỗ đứng trong làng giải trí và gặt hái được nhiều thành công. Khán giả không chỉ biết đến Quang Hiểu Đồng với vai trò là nữ diễn viên tài năng, mà còn được biết đến như con gái quốc dân hay tứ tiểu hoa đáng thế hệ chiến ít. Tuy cùng xuất thân trong một gia đình, nhưng chị gái cùng cha khác mẹ của Quang Hiểu Đồng là Quang Hiểu Đan lại có cuộc sống khác xa em gái mình. Trong khi Quang Hiểu Đồng với ngoại hình xinh đẹp xuất thần, được bố mẹ tập trung dồn mọi tiềm lực giúp cô phát triển như một ngôi sao, thì người chị gái lại quá khác biệt. Quang Hiểu Đan với nhan sắc khá bình thường và cô cũng không nhận được nhiều sự quan tâm từ bố mẹ. Cô phải đi bán mì sợi và sống cuộc sống của một người bình thường. Thậm chí Quang Hiểu Đan còn thường xuyên bị giới truyền thông lôi ra để so sánh với Quang Hiểu Đồng. Đặc biệt là những năm gần đây, đã có vô số báo chí đưa tin về việc so sánh ngoại hình giữa hai người. Trong đó, đa số các bài báo ca ngợi nhan sắc xinh đẹp của Quang Hiểu Đồng và hạ thấp người chị Quang Hiểu Đan. Xung quanh sự đối lập này, cư dân mạng cũng phải thốt lên, quả đúng là nhan sắc quyết định số phận. Không chỉ có vậy, còn có thông tin cho rằng Quang Hiểu Đan đã qua đời. Cụ thể, một cư dân mạng tự nhận là bạn thân của Quang Hiểu Đan đã đăng bài cáo phó lên mạng. Người này cho biết Quang Hiểu Đan đã mất ngày 20 tháng 1 năm 2016. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận. Do gia đình của Quang Hiểu Đồng chưa đưa ra tuyên bố chính xác, nên việc Quang Hiểu Đan có chết hay không đã trở thành một ẩn số. Vào năm 2019, một người tự xưng là bạn của Quang Hiểu Đan đã báo tin rằng Quang Hiểu Đan đã qua đời. Vào tháng 7, một cư dân mạng cho biết thêm Quang Hiểu Đan bị chết vì lên cơn đau tim. Sự việc tiếp tục lên cao và gây ồn ào trên mạng. Tuy nhiên, gia đình Quang Hiểu Đồng chưa bao giờ giải thích với công chúng về điều đó. Nếu người thân của họ qua đời vì tin đồn thất thiệt, thông thường họ sẽ rất tức giận và sẽ xua tan tin đồn ngay. Tuy nhiên, tin tức này đã được lan truyền 4 năm và gia đình Quang Hiểu Đồng vẫn thờ ơ, giả vờ như không biết, coi như Quang Hiểu Đan là một người xa lạ chứ không phải là thành viên trong gia đình họ vậy. Sau đó, một số cư dân mạng phát hiện ra rằng gia đình Quang Hiểu Đồng không những không làm rõ tin đồn trên mà còn xóa bỏ tư cách cổ đông của Quang Hiểu Đan. Ngoài ra, trong thời gian dính tin đồn này, gia đình Quang Hiểu Đồng đã thay thế người đại diện pháp lý của công ty bằng Lý Quân và gạch tên Quang Hiểu Đan cùng hai người bạn cũ của cô ấy trong danh sách cổ đông. Vài năm trở lại đây, Quang Hiểu Đan dường như bốc hơi ngoài đời thực và sự thật vẫn là một ẩn số. Hy vọng rằng gia đình Quang Hiểu Đồng có thể lên tiếng giải thích càng sớm càng tốt nhằm ngăn chặn những tin đồn thất thiệt không hay, cũng như bị mọi người chỉ trích là lạnh lùng và tàn nhẫn, phân biệt đối xử giữa hai người con gái.